kênh Meow TV. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với con bé ốc JB. Yeah. Và video ngày hôm nay là video chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 17 tây tháng 5 năm 2018 nhé các bạn. Đây nè, đây, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ kiểm tra bao nhiêu đây đơn hàng luôn. Đầu tiên, các bạn biết là gì không? Đó chính là chúng ta sẽ xem đơn hàng nào là đơn hàng may mắn của ngày hôm nay nha. Xin mời các bạn cùng với lại kênh Bốc GB, chúng ta sẽ bốc thăm nha. Rồi đây ha, chị đã dò xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bốc thăm nha. Hãy đặt hàng kênh Bốc GB, hãy đăng ký thành viên kênh Bốc GB để tham gia mini game mỗi ngày. Rồi may quá, đã rớt ra rồi. Chúng ta xem, xin chúc mừng đơn hàng Trần Hà Phương Anh đã trở thành đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Chúc mừng em. Và món quà ngày hôm nay của Phương Anh đó là 3 hũ tuyết nhân tạo màu nha. Mỗi hũ là 5.000 đồng. Bạn nào muốn có những cái phần quà may mắn như vậy thì hãy gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707 để có một cái phiếu nè. Chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng ha. Chúc các em thật là may mắn. Còn thành viên của kênh thì các em hãy chú ý tham gia xem video nha. Sau đó thì chị sẽ ra câu hỏi, các em trả lời và làm theo câu hỏi. Thì khi nào mà chị lên video để chị kiểm tra thì sẽ biết kết quả ai là người may mắn. Chúc các em may mắn nhận những phần quà của Bếp Chibi nha. Còn đây là đơn hàng Trần Thị Hồng Nhung, đơn hàng đầu tiên của ngày hôm nay, 158.000. Wow, wow, wow. Vàng hồng ha, 35.000, quá xinh luôn. Và cái trứng lười đã có mặt tại nhà của chị lại rồi nha. Bữa hổm là bị hết hàng đó mấy em. 20.000 đồng. Và đây là cái hộp con chó nha. Con chó này là 70.000, nó rất là to luôn á, nhưng mà chị vẫn bán giá là 70.000 nha mấy em. Đây chị có một cái hàng mẫu này để chị cho các em xem thử. Đây ha, đây là hàng mẫu nè. Các em chắc là cũng nhiều bạn chơi cái này rồi đúng không? Đó. Đó, chơi rất là vui, tuy nhiên đó là chị rất là sợ. Đó, chị rất là sợ ha. Đó, đừng nói khám cái lần đầu tiên là úi trời hên quá. Cái thứ hai, chưa xong hết. Cái thứ ba, chưa xong hết. Thứ tư, chưa luôn. Trời, chị may mắn dữ ta. Trời ơi, chưa luôn. Hồi hộp quá. Ý, trời ơi, chưa bị luôn. Chưa bị luôn mấy em ơi. Chị đã đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái răng rồi. Cái này thì sao đây? Trời ơi, má ơi. Hết toàn quá chế luôn, 70.000 đồng nha mấy em. Cái này chúng ta sẽ tù xì ha, và chơi khám răng cho chó. Sau đó thì sẽ có những phần quà đúng không? Trò chơi này rất là vui luôn, 70.000 đồng nha. Hết toàn quá chế. Tiếp theo là đơn hàng của Bảo Hân, 253.000. Gồm có slam cá nè, slam bánh bao tím nè, slam bánh bao hồng. Tất cả đều 5.000 một cái. Giá đỡ 10.000 cái nha mấy em. Tập sách cho búp bê. Đây, 12.000 một bộ ha. Có tập làm toán, rồi tập chữ số, tập viết thơ. Rồi giấy in ba liên, 12.000 một bộ. Hồi ôi, đồ cổ trang 50.000 một bộ, tuyệt đẹp luôn. Búp bê mắt đá ha, vé bạc 35.000. Bộ kit làm slam 50. Hai bịch tiền, mỗi bịch 5.000 đồng. Đó. Ôi ôi, có gom thức ăn rồi nha. Thông báo là đã có gom thức ăn rồi nha các em. Đợt vừa rồi là chị bị hết hàng đó. Đây 15.000 ha. Có hamburger nè. Trời ơi, khoai tây chiên nè. Trà sữa nè. Bánh mì kẹp xúc xích nè. Sandwich nè. Rất là ngon luôn nha. 15.000 một vỉ. Tiếp đến là đơn hàng của Như Lê, 407.000. Trời ơi, đơn hàng to. Gồm có bộ móng tay 7.000 nè ha. Màu sắc rất là cute, rất là so cute. Chị nói tiếng Anh không có rành nha, mấy em đừng có cười. Rồi đến là tập sách nè, 12.000. Hai bịch giày, wow, giày giọt nước nè, giày này nè, 5.000 một bịch. Ly chai ha, 1 nè, 2, 3, 4. Ôi ôi, có chai này nữa nè nha, chai sữa Vinamilk nữa nè. 6, 7, 8, 9, 10, 11 nha mấy em, 11 chai ly nè. Rồi đủ ha, kỳ này là có thêm chai sữa nữa. Ba lô 15.000. Cặp táp rất là dày ha, 9.000.
tủ 5 hộp nè mấy em, 45.000 đồng nha. Tiếp theo sẽ là hộp nhẫn 140.000 đồng. Các em xem nè, siêu lung linh luôn, siêu dễ thương luôn nha, 140.000. Lotto mini 18.000. Wow, còn có cả vị dày nữa nè, vị dày cao gốc 16.000. Và bộ kit làm slime 50. Tiếp theo là đơn hàng của Hà Chí Tân 150.000 đồng. Có 4 cái giá đỡ, tèn tèn, mỗi cái 10.000. Đây, mắt đá 35.000 đồng nha. Phụ kiện nữa nè, quá đẹp luôn ha, 5.000 đồng một bịch. Ly chai, đó, 3 loại luôn ha, mỗi bịch là 5.000 đồng. Phụ kiện nè, trời ơi, có vừa tay thỏ mà vừa nón rồi luôn. Rồi nón nè, đó, rất là đẹp ha, 5.000 đồng một bịch nha. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Hoàng Tú Trinh, 323.000. Đầu tiên sẽ là 28 viên kẹo Milokubi nè mấy em, mỗi viên 2.000. Bùi bùi thơm thơm, rất là ngọt, chúng ta cùng đếm nha. 5 nè ha, 10 nè ha, 15 nè, 20 nè, 25 nè, 28 viên ha, mỗi viên 2.000. Tiếp theo thì là kẹo nổ, trời ơi, 19 cái kẹo nổ khác nhau luôn, mỗi bịch 3.000 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 nè, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bịch nha. 19 bịch nhưng chúng ta phân ra được là 4 nhóm kẹo nha mấy em. Đây có 4 nhóm kẹo nổ lận, 4 vị khác nhau ha. Rất là ngon, mỗi bịch 3.000. Kẹo nổ này thì nó nổ và nó ngọt thanh hơn là cái kẹo nổ của Việt Nam nha, rất là ngon. À, 5 nhóm mùi lận, 1, 2, 3, 4, 5 mùi lận. Tiếp theo là marshmallow nè mấy em, 1 bịch nè, 2 bịch nè, 3 bịch nè, 4 bịch ha, mỗi bịch 16.000. Vị này là vị vani nè, sốt dâu nè, sốt cô lết sữa nè, rất là ngon ha. Hamburger 3.000, 2.000 viên chứ. Đó, dẻo dẻo, thơm thơm, rất là ngon nha. Tiếp theo thì là slime kim cương. Đây ha, rất là đẹp luôn, 9.000 đồng một viên. Móng tay thì là 7.000. Borat 5.000. Keo sữa lớn 15.000. Ly chai Mirinda 5.000. Và bịch cát, trời ui rất dễ thương, 10.000. Có đất sét nữa nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. 7, 7 màu đất sét nè, 7 bịch chứ, mỗi bịch 5.000. Trang sức hạt 4.000 một bịch nha mấy em nha, đủ màu hết luôn. Tiếp theo là đơn hàng của Tuyết Ngân 110.000 đồng. Gồm có là chùm bóng nước 3 màu nha. Thì mỗi một chùm như vậy là chị bán lẻ thì là 15.000. Nhưng nếu mà mua 3 chùm thì chỉ có là 37.000 đồng thôi nha mấy em. Mua 3 chùm một bịch như vậy chỉ có 37.000 thôi. Trứng lưới nè ha, trứng lưới 10.000. Trứng lưới sắc màu á, 5.000 một bịch tuyết. Đất sét cũng 5.000. Keo sữa lớn 15k. Và tiếp theo là hai bịch, hai bình bông nha. Hai bình bông chị gửi tặng cho Tuyết Ngân. Tuyết Ngân là đơn hàng mà đợt trước có trúng mini game, nhưng mà do là chị hết bóng nước nè, hết bóng nước cho nên là chị chưa có gửi đi được. Cho nên là kỳ này chị gửi đi thì chị có tặng kèm cho Tuyết Ngân hai bình hoa kỷ niệm nha. Hy vọng là Tuyết Ngân sẽ thích nha. Và bây giờ là Nguyễn Lê Quỳnh Mai 190.000 đồng. Và đây Quỳnh Mai có đặt là một nàng tiên cá 150.000 đồng đó mấy em. Các em xem nè, khuôn mặt nè ha, cực kỳ xinh luôn. Cặp môi nè, cặp mắt nè, mái tóc thì bồng bềnh ha. Đó, mái tóc bồng bềnh màu đỏ, thấy không, rất là lãng mạn luôn. Bơi dưới nước là cực đẹp luôn nha, nó bay bay bồng bềnh giống như là gì vậy đó ha, giống như hoa hồng hay là những rạn san hô đỏ, đẹp quá. Đuôi cá nữa nè, váy bạc lấp lánh ha, 150.000 đồng nha, rất là đẹp luôn á mấy em. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Phương Trang 153.000. Kimono, kimono, kimono.
này có 50.000 đồng. Rồi đến bộ đồ 35 là quần nhung và áo kiểu ha. À, quần nhung và áo kiểu. Bộ đồ tiên cá. Đây, bộ đồ tiên cá 35.000, rất đẹp. Wow, và bây giờ là Nguyễn Như Ý nha, Như Ý 98.000. Như Ý đặt là anh Ken. Đây, anh Ken 30.000 đồng, vest đen. Và cô nàng mắt đá xinh đẹp 35.000 ha. Anh Ken thì là 30, mắt đá thì là 35. Wow, ai cũng xinh. À, chiếc giày nó rớt ở bên đây nha mấy em. Nè, giày á. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Ngọc Quý 188.000. Đó chính là bộ bếp nhôm có thể nấu ăn thật luôn, 60.000 đồng ha. Có chảo nè, có bếp nè, có nồi nè, có thao nè, có mâm, muỗng và sản nha, 60.000 đồng. Còn đây thì là vỉ phụ kiện 80. Chúng ta cùng xem này nha, rất là đẹp luôn. Tai phone, trời ơi mấy cái túi sắt nữa nè, đẹp ơi là đẹp luôn. Mắt kiến nào nữa, trời ơi. Kẹo hamburger nó 2.000 là một viên này, có 5 viên, ăn dẻo dẻo dai dai rất là ngon ha. Bịch Borat 5.000. Còn đây là đơn hàng của Nguyễn Trần Tâm Như 92.000. Đầu tiên sẽ là vỉ tiền 20.000 đồng. Ê, 40.000 đồng. Chị nói lộn nha, 40.000. Có 20 bịch nha, mỗi bịch 2.000 đồng. Các em xem nè, giống y tiền thật luôn nha. Qua cái đồ chơi này á, các em sẽ học cách phân biệt tiền cũng như là cách sử dụng tiền nha. Nó rất hữu ích cho cuộc sống của mình. Rồi, đây 5.000, ấy 9.000 nha, 9.000 một cái phụ kiện này. Cái này mới 5.000 nè, chị nói lộn á. Đây, phụ kiện cho búp bê. Liễu Thị Ngọc Vi, đơn hàng 125.000 của em đây nè Vi ơi. 4 bịch Borat, mỗi bịch 5.000, tuyết 10.000, kim tuyến thì là 5.000, ba lô đen 15.000, bịch xốp 9.000, hai trái đào, rất là dễ thương, 18.000 một trái nha. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Hà Phương Anh 70.000 đồng. Bịch tuyết 10.000 nha, Borat 5.000 đồng, hai chai hương mỗi chai 5.000. Tiếp đến là đơn hàng của Nguyễn, của Đỗ Thị Thu 101.000. Đầu tiên sẽ là 9 hũ keo sữa nhỏ nha mấy em. Đây, 9 hũ keo sữa nhỏ, mỗi một hũ như vậy là 4.000 đồng ha. Rồi, đủ 9 ha, 5 nè, 4. Mùi hương nè, 5.000 một chai. Bịch Borat 5.000. Và tiếp tục, đó chính là phần mini game. Câu hỏi mini game ngày hôm nay giống như mọi bữa, các bạn hãy click quảng cáo để xem là người ta quảng cáo cái gì ở trên cái video của chị với Út Chibi nha. Rồi, câu kế tiếp đó là các bạn đã xem những sản phẩm mới của chị với Út Chibi chưa? Hãy cho biết những sản phẩm bánh kẹo mới của shop với Út Chibi, kèm theo số điện thoại của mình nha. Rồi, chúc các bạn may mắn. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Hồng Đào 202.000. Có 4 cái kẹo hamburger, mỗi kẹo 2.000. Sau đó là mỹ lu 2.000 đồng, một cục phụ kiện mới 5.000, móc thì 3.000, chén cũng 3.000, phụ kiện tai nghe thì 5.000, ba lô 15.000. Hai cái ba lô luôn, rất là đẹp luôn á. Chị tính hát cải lương á, nín thở thử coi nói được bao lâu ha. Cái bàn nè 7.000 đồng. Tập sách cho búp bê 12.000. Bộ áo dài truyền thống cho búp bê thêm xinh tươi 40.000 đồng nha. Có phần hoa nè, vải trắng, quần trắng nè, rất đẹp luôn. Một cái giỏ đệm nha cho búp bê nè mấy em. Đồ handmade của Việt Nam á, handmade chứ lộn. Đó, kết hợp với bộ áo dài nhìn nó sẽ rất là thước tha luôn nha. Nhìn nó sẽ rất là thước tha và rất là xinh xắn ha. Còn có cái cặp tát nè, 9.000. 1, 2, 3, 4, 5 5 cái ghế nha, mỗi cái 5.000. Và bây giờ là đơn hàng của Trịnh Thị Giang 266.000. Đó chính là hai bộ kit, mỗi bộ 50, búp bê mắt đá 35.000, tóc tím hồng, nàng tiên cá xinh đẹp 55.000. Đây ha, đây tiên cá nè, có pin sẵn đây này nha, rất là dễ thương luôn. Tập sách cho búp bê ha, mỗi bộ 12.000, giá đỡ 10.000. Và bây giờ xin mời các em đến với đơn hàng của Huỳnh Phạm Hiền Trân
513.000 cũng là đơn hàng cuối cùng ngày hôm nay, cũng là đơn hàng khủng của ngày hôm nay luôn nha. Chúng ta cùng xem. Đầu tiên sẽ là bộ kimono. Đây, bộ kimono 60.000 đồng, dài, váy rất là đẹp ha, vải cũng đẹp, may hai lớp sắc sảo nha. Rồi đến là bộ đồ học sinh. Đây, bộ đồ học sinh ha, 25.000. Ôi, áo dài hồng và quần hồng nữa nè, 40.000 đồng một bộ. Tủ năm học thì là 45.000. Bộ đồ cho anh Ken quá đẹp luôn nha. Bộ đồ cho anh Ken cực đẹp luôn, 30.000. Hai cái giá đỡ ha, mỗi cái là 10.000. Móc nè, 3.000 đồng một bịch. Kẹo hamburger ha, 2.000 đồng một viên, bạn mua tới 20 viên lận. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ha, đủ rồi nha. Váy cổ trang, trời cái váy này đẹp quá ta, có nhận đẹp luôn á mấy em. Vải voan nè ha, hồng nè, có cái tay áo nè, viền cái màu xanh này nữa, rất là nổi luôn. Cái đai chính giữa cũng đẹp nữa nha, thấy không? Đẹp ha, 50.000 đồng á. Ba lô, đây, ba lô, 15.000. Bộ đồ ngủ, trời bữa nay có màu khác nè mấy em, đẹp ghê á, màu xanh tươi tắn quá ha, 20.000 đồng. Bộ kit làm slam 50. Rồi thì đến là mùi hương, 5.000 đồng. Có cái hũ nè, cái hũ này thì 2.000 một cái, 2.000 một bịch. Tiếp theo là bịch kim tuyến nha, nhưng mà kim tuyến vàng hết rồi, cho nên chị lấy cho kim tuyến hồng, em thông cảm giùm chị ha. Rồi đến hai cái nón nha, mỗi cái là 8.000 đồng. Bịch tập sắp cho búp bê, 12.000 đồng. Tay phone, nón và mắt kính nha, 5.000 đồng một cái. Và cái phụ kiện vừa rồi cũng đã kết thúc đơn hàng của Huỳnh Phạm Hiền Trân. Đến đây thì video cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Book GB. Chào tất cả các em, hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Chúc các em may mắn khi tham gia mini game. Còn bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937 899 707 nha.